Tại vì sao lại không muốn mẹ ở cùng thì Hải có thể nói với tất cả các ông bà được biết được không? Được ạ. Tại vì hôm mà em bé thì bố mất thì mẹ đã bỏ đi ạ. Bị sao ấy? Ốm ạ. Bị ốm à? Vâng. Chào, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng em xin chào các bác. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực với lại bạn em lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Ở đây thì chắc là các bác cũng theo dõi về cái sự việc của nhà ba ông cháu ở những cái video trước rồi các bác. Hiện tại thì là ông là đi ra ở riêng rồi. Ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận nói rằng là người chú có âm mưu gì không mà khiến ông là đi ở xuống dưới nhà cũ để cho hai con của người chú là đi ở cùng rồi. Thì cái câu chuyện của gia đình của các em thì cháu Lực cũng không có đi vào và tìm hiểu sâu các bác ạ. Trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng rất là cảm ơn các bác đã yêu quý tới ba ông cháu cũng như là yêu quý tới em Hải với em Sử để cho ba ông cháu có một cái ngôi nhà khang trang, một ngôi nhà mới hơn. Tại hôm nay thì có Nghiêm để mà đồng hành cùng cháu Lực đấy. Thì hiện tại thì Nghiêm cũng có mở một cái kênh YouTube để mà chia sẻ những hoàn cảnh còn là khó khăn để mà đăng tải lên cho tất cả các bác là cùng biết. Và rất là mong các bác sẽ qua kênh của bạn Nghiêm để mà ủng hộ. Cái kênh của Nghiêm là kênh gì, Nghiêm có thể là giới thiệu qua cho các bác là cùng biết được không? Thưa ba anh chị, hiện tại cháu cũng đang thành lập một cái kênh YouTube là Thế Hệ Vàng các bác ạ. Thì trong thời gian tới thì cháu cũng có là đi chia sẻ những cái hoàn cảnh và đời sống ở trên vùng cao các bác. Thì cháu cũng mong là quý các bác anh chị là sang bên đó là ủng hộ cháu một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh để lan tỏa nhiều người biết đến hơn các bác. Cháu xin cảm ơn ạ. Vậy bây giờ thì chắc là hai anh em mình cùng đi xuống cái nhà của hai ba ông cháu luôn nhỉ. Ở đây thì có vẻ như là có con ong mật này rất là nhiều này các bác này. Bầu đến. Vậy ở phía này thì cháu Lực nhìn thấy là em Sử với em Hải thì cũng có trồng thêm là một chút giống quả của bác ạ. Cái này thì là quả là dưa mèo. Dưa mèo này thì đến lúc mà có quả và quả nó rất là to, có thể là một quả nó rơi vào tầm là hơn một cân các bác ạ. Và có những cái giống đậu mà được bà An Phạm là bà ấy gửi từ bên nước ngoài sang. Cái xe của Sử thì ở nhà thì không biết là em ấy có ở không. Ở đây thì có một cái nguồn nước này các bác này. Cái nguồn nước ở đây thì là trước kia là chưa có đào nền nhà ấy, thì là đến cái mùa này thì nó cạn rồi đấy, nhưng mà sau khi bây giờ đào nền nhà xong thì nó chảy ra một chút là bằng cái đầu đúa ăn của mình một chút này các bác này. Không biết là nó có chảy lâu dài không, nếu mà chảy lâu dài thì có thể là bảo em Sử là làm một cái bể ngầm ở dưới này cũng được các bác ạ. Để làm một cái bể ngầm xong rồi đến lúc nào mình cần lấy nước thì chỉ cần múc lên thôi. Rồi, không biết là Hải với Sử đi đâu lấy củi về mà nhiều thế. Nhà thì làm đẹp đẽ cho sơn mọi cái rồi, để củi ở đây thì có vẻ như là không có được đẹp cho lắm các bác ạ. Thấy là đóng cửa hết rồi các bác, chắc là không có ở nhà rồi. Để cháu Lực thử đi xuống dưới ngôi nhà cũ của em Sử em Hải xem là hai anh em có liệu là có làm gì ở đấy không. Cũng có rất là nhiều nhiều cái ý kiến của các bác ở trên kênh đã nói rằng là ông khi mà ông đi ra ở riêng các bác thì không biết là có cái âm mưu tác động của người chú không. Thì cháu Lực cũng đã tìm hiểu qua về cái câu chuyện khi mà ông là không ở cùng với em Hải với em Sử nữa thôi các bác ạ. Là nghĩa ra là trước kia là ông là cũng ở cùng với chú của bác ạ, ở cùng với chú đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà bố với lại bố của em Sử mất ấy, mẹ thì bỏ đi ấy, thì thành ra là ông là phải nuôi các em đấy với lại bà nữa. Bây giờ thì thấy là bảo là hai anh em cùng lớn lên rồi thì
cho hai anh em là trả lại cái phần cái khoản mà tài sản bố của em xử ấy. Tắc nghề thì không biết là liệu có nước không, cũng còn khá là nhiều. Đi xuống nhà cũ thì có vẻ là cũng không thấy có ai ở nhà cả. Cửa thì thấy đóng hết rồi. Củi thì chắc ở ngoài cũng rất là nhiều. Thử đi, có thể là đi chăn trâu hay là đi lấy củi, đi lấy cỏ rồi. Đi xuống này thì không nhìn thấy là trâu ở đâu cả. Ôi, nhà của ba ông cháu thì dưới này trồng được cả bí non rất là nhiều không bác? Hai cháu thì ba ông cháu thì không biết là liệu rằng là có đi dưới kia thì có một cái bóng dáng mà thấy là rất là giống ông của bác, nhưng mà không biết là có phải không. Vừa rồi thì cháu Lực tưởng là máy cày dưới kia là có bác, có một thanh niên đang cày đấy, tưởng là em Sử ấy, nhưng mà không có phải, là một người khác. Thì có lẽ là chắc là bây giờ là phải đợi ba ông cháu rồi, cháu Lực sẽ lên trên nhà mới xem là ba ông cháu là đi đâu. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực có đi xuống cái nhà cũ đấy các bác, nhưng mà không nhìn thấy là em Hải với em Sử đâu cả. Không biết là có thể là đi lấy rau lợn. Hai con lợn thì là rất là to rồi, nếu mà các em mà chịu khó chăm đôi lợn này lớn lên thì sau này nó cũng gọi là như kiểu giúp các em là phát triển thêm là kinh tế đấy các bác. Hầu như là bây giờ là đồ đạc các em thì cũng có đầy đủ, không có thiếu một cái món đồ gì nữa cô bác ạ. Thấy là vẫn đóng cửa, không biết là các em thì đã về nhà chưa đấy. Cửa của nhà ba ông cháu thì ở phần phía bên ngoài đấy mà úp mặt vào dí thì có thể là nhìn thấy, còn không thì là ở bên trong, là bên ngoài là nhìn không thấy vào trong đâu cô bác. Có vẻ như là đây có ong mật này các bác này, bầu rất là nhiều. Ong mật này mà đốt thì cũng khá là đâu đấy. Và những cái chỗ này thì là các em cũng tận dụng lại để mà trồng phần cỏ này các bác này, trồng để cho nó chắc đỡ thêm một chút. Ôi, Hải à, Hải đi đâu về ấy? Ở nhà á? Thế là vừa rồi, ở nhà vừa rồi ở trong nhà làm gì? Em ngủ ạ. Ngủ quá? Vâng. Bị sao ấy? Ốm ạ. Ốm à? Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý em bà, cô chú, anh chị ạ. Đây Hải đi dép ra đây. Đi dép ra đây xem là bị ốm như nào ấy. Thế vừa rồi thì Hải là em ấy ngủ ở trong nhà của bác ạ. Cháu được không biết. Thế vừa rồi sao biết anh ở đây ấy? Em ở trong nhà nghe tiếng anh em ra mở cửa hả? Ở trong nhà là nghe thấy anh à? Vâng ạ. Thế là bị ốm là bị như nào? Bị đau đầu một tí thôi ạ. Bị đau đầu à? Vâng. Thế là hôm nay là Hải có đi học không? Sáng nay em đi ạ. Sáng nay là đi à? Vâng. Thế là buổi chiều được nghỉ hay là nay là em không đi học? Buổi chiều được nghỉ ạ. Chiều được nghỉ à? Vâng. Sao mặc áo như áo ngắn đấy? Hay là ở nhà thì mặc áo này? Ở nhà mặc áo này thôi ạ. Nhà mặc áo này á? Vâng. Xem là cái quần áo mà các bác gửi cho đâu? Lấy ra mà mặc đây, đừng có cất đi nhá. Vâng. Đi xem là thay quần áo, là xem thay bộ mới đi. Vâng. Có bị đau đầu à? Vâng. Có bị sốt gì không? Không, là chỉ đau đầu thôi ạ. Thế anh Sử thì đi đâu rồi? Anh Sử đi chặt củi rồi ạ. Anh Sử đi chặt củi à? Vâng. Thế đi Hải đi xem quần áo, thay bộ áo mới đi, chứ đừng có mặc những cái bộ áo này nữa. Trông bé quá rồi áo này ấy. Có vẻ như là hôm nay
Có rất là nhiều ong mật các bác ạ. Em Sử thì hiện tại là đang đi lấy củi rồi, là chưa có về. Có mới em Hải thôi. Em Hải thì vừa rồi cháu Lực về thì em ấy là đang ngủ ở trong nhà, là bị ốm rồi các bác ạ. Đấy, quần áo này mặc những cái áo, không có áo nó đen đen à hả? Không có đâu. Ở nhà thì mặc cái áo đen đen đi. Chưa giặt đâu. Đấy, tóc của Hải thì cũng có vẻ là khá là dài nhỉ. Vâng. Sau lên thì anh cắt tóc cho Hải nhá. Vâng ạ. Đấy, mọi lần thì hay đưa em Hải đi xuống dưới chợ để mà cắt tóc của bác ạ. À, nghe ra là hôm nay cầm tăng đơ nên là cắt tóc về cho Hải ở đây nhỉ? Vâng. Anh Sử đi tầm độ mấy giờ thì mới về? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Ê, ông thì mấy hôm nay là có lên trên này để ăn cơm với lại Sử với Hải không? Không đâu ạ. Không đâu à? Vâng. Chỗ này thì có vẻ có nhiều quả các này, nhiều cỏ quá Hải ạ. Vâng. Và chỗ này thì bảo anh Sử là lấy củi vào ấy, thì đừng có để lên trên này nhá. Vâng. Chứ không là sau này là nhà nó bẩn tường lắm đấy. Vâng. Chắc là Sử là đi là không có lấy xe đi đâu các bác, xe thì để trong nhà này. Con xe này thì là cũng mua được tầm độ là đâu đó là tầm 7 đến 8 tháng rồi. Cái chỗ này thì không biết là cái nguồn nước của nó sẽ được lâu không. Sau bảo anh Sử ở nhà đấy thì là chịu khó, hai anh em chịu khó dọn đây một chút nhá. Vâng. Hôm nay thì anh cùng Hải là nhổ cỏ đây này. Ở trong nhà mà nhiều cây cỏ như này quá thì là rắn rết không vào đấy. Ui. Cây gì đâm đâu quá. Đấy, cho anh mượn con dao này. Vâng. Thế Hải là bị ốm là chỉ bị đau đầu thôi đúng không? Chỉ đau đầu thôi ạ. À. Chứ không là ốm có nếu mà tối nay mà là vẫn chưa đấy, tối nay mà mai mà nó mới bị không nó bị nặng thêm ấy thì là gọi anh nhá. Vâng. Gọi anh để anh mua thuốc lên cho. Vâng. Không thì bảo anh Sử là đi xuống nhà anh lấy thuốc nhá. Vâng. Cái chỗ này thì mấy nữa đến cái mùa nước này các bác này, có nước chảy rất là nhiều. Đấy, cứ gom ra đây á, xong tí đem đổ ra kia cũng được. Vâng. Ở đây có cái cây quả gì như kiểu quả quả dâu này nhỉ? Vâng. Quả này có ăn được không? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Lúc trước là nếu mà làm nhà này mà không có cái nguồn nước này của bác này thì đi xuống cái hút nước từ dưới kia lên thì cũng khá là xa đấy. Thế anh Sử thì lúc mà Hải em về thì anh Sử mới đi hay là đi từ lâu rồi? Lúc về anh Sử mới đi ạ. Lúc về thì anh Sử mới đi à? Vâng. À. Đấy, đang mà tranh thủ là ngày nào mà ngày nắng thì là em Sử là đi lấy củi. Tận dụng đi lấy củi về để mà đun bây giờ thì lợn ấy cũng có hai con cho nên là phải cần dùng đến củi để mà đun nó cám lợn mọi cái.
Thế này có cái dây này nhiều quá nhỉ? Vâng. Chịu khó là ở nhà là dọn dẹp nhà cửa là xung quanh nhà nhá. Vâng. Bảo anh xử về là đừng có lấy củi xếp ở đây nhiều quá. Vâng. Những cái ngóc, những cái ngách mà gần chuồng lợn nha. Vâng. Thế ba ở những ngách gần chuồng lợn ấy, thì có xếp ở xung quanh nhà quá. Vâng. Xếp ở xung quanh nhà quá thì sau này hỏng hết tường đấy. Vâng. Tay nhá. Vâng. Hải lấy cuốc ra hót hót ra. Hót được cái lá cây ở trong cái này đi này. Vâng. Nhá. Vâng. Không thấy cuốc đâu à? Không thấy đâu ạ. Đấy à, cái chổi này. Vâng. Đây, để anh quét cho. Cả cuốc ở chuồng lợn kìa. Các em thì ở nhà là cháu Lực cũng lên và dặn dò rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà thấy là các em vẫn gọi là chịu khó thì vẫn chịu khó, nhưng mà không có chịu gọi là biết cách nào mà làm để cho nó gọn gàng nhà một chút nào cả. Ở nhà là thấy cái gì làm được là tự làm hả nhá. Vâng. Đừng có anh về là anh dặn xong mới làm nhá. Vâng. Ở đây thì là cuộc sống của các em thôi chứ không phải là cuộc sống của anh đâu. Ở đây mai à? Ở đây bác sở khu á? Ơ à? Cái đây là cám lợn à? Vâng. Cám lợn thì cho nó mấy giờ là cho ăn rồi? Cho ăn một tí 5 giờ cho rồi. Đây một tí nữa Hải à. Bây giờ cũng gần là 4-5 giờ rồi. Làm xong rồi cháu cho lợn ăn là được rồi. Vâng. Xem cái nguồn nước này như thế nào này. Xem này. Trong này có một tí tí này của bác này. Đấy, cái mùa này là cũng là đang là cái mùa mà khan hiếm nước đấy. Nếu mà mấy nước mùa có nước nhiều ấy. Có nước nhiều thì là có cao quá rồi. Có nước nhiều thì sẽ dùng là rất là thoải mái luôn. Đợi xem là cái nguồn nước này nó mà có thêm một thời gian nữa thì cháu được lên thì sẽ bảo em sửa là đào chỗ đây là các bác, đào chỗ đây một cái bể to to.
từ nhá Hải nhá. Đây bây giờ em bỏ trong vỏ bao. Đấy. Bỏ trong vỏ bao này. Vâng. Không thì như anh em đổ ra xa xa một chút. Vâng. Anh em đổ cái nước này đi ra nhá. Vâng. Tí mình hứng xong. Giờ Hải để cho anh cao nào. Anh cao từ trên này xuống. Đây. Dép này đôi này đưa quả sứa của Hải đây. Quả sứa bảo không ấy dùng đến thì rửa luôn nhá. Vâng. Rồi hai anh em đổ cho đây đã. Vâng. Cái đá này thì đổ tận đây luôn, trúng góc không không, góc tường này. Đổ xuống. Nói luôn, phơi đây luôn. Vâng. Bây giờ cào xuống là được rồi. Đây, cái nguồn nước này nó chảy tô một cái như là một cái đầu đúa đấy các bác ạ. Đi nữa. Tưởng là cái gì sập à. Cào hẳn đi xuống dưới xong rồi để xếp, đi xếp vào đấy. Đấy, nhìn thấy không? Dọn xong có vẻ là gọn gàng hơn không? Có ạ. Cái tách ở trên kia thì là đi xin nước. Xin nước là nhờ nhà ở phần phía trên kia các bác ạ. Lúc nào mà hết cái... lúc nào mà cần dùng đến nước ấy thì sẽ lên trên là xả cho nó đầy tách xong là để lại khóa vào cho người ta. Trước thì cũng chỉ đi bảo là mua lại nhưng mà người ta không có bán, người ta chỉ cho là dùng, người ta chỉ cho là giấy cho dùng nhựa cho dùng thùng thôi. Phần sân nhà bên này thì là để đồ khá là bộ bộn chút các bác ạ. Nhắc rất là nhiều rồi mà
các em lần nào lên mà cũng thấy trong cái tình trạng mà nhà cửa rất là bừa bộn. Cái quả cái này thì tầm bao giờ nó có quả hại? Không biết ạ. À, không biết á? Vâng. Ở trồng thì trồng mỗi chỗ này hay là ở trên kia thì còn nữa? Trên kia trồng nữa ạ. Trên kia là trồng nữa à? Vâng. Nhưng mà trồng ở trên trên nương như này thì là có sợ là bị mất không? Không sợ đâu ạ. Không sợ bị mất à? Vâng. Thế là bà con là nhà nào cũng trồng cho nên là không sợ đâu nhỉ? Vâng. Cái giống đố này là có phải là bán Phạm gửi cho đấy không? Phải ạ. Phải à? Vâng. Một lá nó có vẻ như rất là to này. Không biết là sau này nó có cái que đúa ra thì nó sẽ như thế nào? Cả bên này nữa à? Vâng. Thế cái chỗ của anh em này thì có phải không? Phải ạ. Phải hết à? Vâng. Cái này thì có vẻ như là những cái góc này này Hải ạ, lúc nào mà tranh thủ ấy thì là với anh Sử là nhổ nhổ đi nhá. Vâng. Đấy, để cho nó không hút cái chất dinh dưỡng của nó ấy. Vâng. Ôi, nước đang thả xuống à? Hay là nước này đi nhà nào đấy? Nước đấy đi nhà chính kia. À, đi nhà của anh Thắng bên kia. Vâng. Đây thì tí bảo anh là dùng cái dây cao su để buộc chứ không là nước dò xuống đây hết này. Vâng. Trồng được mấy tháng rồi đấy nhở này? Vâng. Chắc là độ tầm là được tầm 3 tháng rồi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà cái giống ghép này thì có quả rất là nhanh. Nhưng nọ thì không biết là bị ai nhổ mất đi là mấy cây rồi. Hiện tại là chỉ còn là độ là tầm 12 gốc thôi. Cái này thì để mà mấy đứa cắt cho lợn hay là cho trâu? Cho trâu ạ. Cắt là cắt cho trâu à? Vâng. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đây thì là vừa mưa xong thì không cần phải tưới nhỉ. Nếu mà không có mưa thì là phải tưới đấy. Vâng. Nghiêm mà vun ở cái gốc này một tí này. Cái gốc cây đậu đố này. Hôm nọ trồng thì có cho cái gì vào đây không? Cho phân ạ. Cho phân vào đây rồi à? Vâng. Chỗ này thì rậm rạp quá rồi này. Hải không nhổ nhổ, không chịu nhổ cái góc này là nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng của cái cây nó ấy. Vâng. Cái đấy đâm lâu lắm ấy, Hải ạ. Thế là chỗ này là mấy nữa có một cái vườn quả dưa mèo đấy nhở? Vâng.
Đây lợn có ăn không? Không ăn được. Hả? Không ăn được. Không ăn á? Vâng. Bây giờ Hải thử đi xem anh cho lợn nhá. Vâng. Đây là thả cho ăn, nó ăn sống luôn. Vâng. Thả nó ăn. Ô. Sao ấy? Cái kia đâm đau quá. Đây Hải xem không? Nhìn xem không? Dọn xong thì gọn gàng này. Vâng. Ở dưới kia thì là bạn lần sau bảo anh sửa xếp củi ở chỗ khác nhá. Vâng. Không được là để như thế đấy là nhiều nhá. Vâng. Đây là lợn là rất thích ăn này, ăn sống ấy. Đêm là có sợ ai trộm mất lợn đi không? Không sợ đâu. Lợn này có vẻ như là khá là sợ người. Sử thả đấy nhìn nó ăn không? Có. Giờ này mà cặp lợn này mà bán đi thì chắc độ tầm là được chục triệu đấy cô bác ạ. Bảo anh xử cái cát này nữa, gom nó lại là đừng để cho nó mưa, nó chảy về. Mùa này là đang là mùa mưa đấy nhá. Vâng. Chứ không là mấy nữa trôi cát đi rất là phí đấy. Vâng. Xem ở trong nhà thì có gọn gàng không nữa. Trong nhà thì có gọn gàng đấy hả Hải? Có ạ. Có à? Vâng. Nhà cửa thì đẹp lung linh như này rồi, nhưng mà vào trong nhà mà làm bẩn nó thì trong nhà thì có vẻ như là đồ đạc các em sắp xếp cũng rất là gọn gàng đúng không ạ? Anh xử đi cày sắp hết chưa ở bên kia ấy? Không biết ạ. Không biết á? Vâng. Cái này có trồng thêm nữa không chỗ này ấy? Không có nữa ạ. Không có nữa? Vâng. Vậy nếu anh xem chỗ nào mà có thêm cái giống cây cỏ voi này, anh em bảo xử lý trở về để mà trồng, xong là còn có thức ăn để mà còn có cỏ để mà cho trâu. Vâng. Đấy, thưa cô bác, là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cũng có rất là nhiều câu chuyện mà xảy ra tới hai ông cháu, và đặc biệt là cái câu chuyện mà người mẹ mà quay về đấy thì cũng có rất là nhiều những cái sự góp ý của các bác, thì cháu Lực luôn luôn là đón nhận và tiếp thu đấy. Nhưng mà bây giờ khi mà người mẹ mà quay trở về các bác thì cái điều này thì chắc chắn là cháu Lực sẽ không có để mà cái chuyện mà người mẹ ra ở với lại các em đấy, khi mà cháu Lực còn chia sẻ. Còn về cái sau này, khi mà về lâu về dài, độ tầm 5 hay 10 năm nữa thì cháu Đức không có quay trở về, không có quay trở lại mà để mà chia sẻ đấy, thì cháu Đức không biết là cái chuyện gì, chuyện đó thì sẽ xảy ra. Nhưng mà bây giờ mà hỏi em Sử với em Hải thì là ý kiến của hai anh em là chắc chắn là không có muốn là người mẹ mà quay trở lại một chút nào cả. Tại vì sao lại không muốn mẹ ở cùng thì Hải có thể nói với tất cả các ông bà được biết được không? Được ạ. Tại vì hôm mà em bé thì bố mất thì mẹ đã bỏ đi ạ. À? Mẹ đã bỏ đi à? Vâng. Đấy, lúc đấy là chỉ có là ông với lại bà là chăm sóc cho em Sử với em Hải thôi. Đấy, còn là cái lý do mà tại sao ông lại đi xuống ấy ở riêng thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi và cũng đã nói rồi. Chắc là các bác cũng đã nghiêm hiểu ra được rằng ở đây thì cháu Lực không biết là có âm mưu hay là gì không. Đấy, nhưng mà hai anh em thì nếu mà ông không có ở cùng ấy thì là cũng phải là ông mà có việc gì ấy, cần nhờ đến ấy, là hai anh em là không có được từ chối nhá. Vâng. Vẫn thương ông như ngày nào nhá. Vâng. Ông có bị ốm đâu hay là như nào thì hai anh em cũng có trách nhiệm để mà lo lắng cho ông nhá. Vâng. Đấy, vì sao mà anh nói thế là em cũng biết là khi mà mẹ bỏ đi ấy, thì không phải là không em không tự lớn lên nhá. Vâng. Mà có bàn tay của ông với bà thì các em mới lớn đến ngày hôm nay. Vâng. Và khi mà có thể là ông một ngày nào đó ông sẽ
quay trở lại vào với các em, thì các em cũng không có được là ghét bỏ ông chẳng hạn nhé. Vâng. Cũng có một số bình luận nói trên kênh nói rằng là do cháu Lực không có làm và thêm một cái phòng ngủ cho ông thì ông ấy không có muốn ở. Đấy, cái điều này thì là ông điều này thì xin thưa với các bác là không có phải các bác nhé. Thế còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Đấy, và còn một điều nữa các bác ạ. Quay trở lại với câu chuyện cái người mẹ của các em là tại sao mà cháu Lực không có báo chính quyền đấy. Thì cháu Lực điều đấy thì cháu Lực cũng đã nói rồi. Đấy, nhưng mà bên chính quyền thôn người ta không có nói với cháu Lực rằng là hiện tại thì người mẹ vẫn chưa làm cái gì mà quá mức cả, quá mức mà vi phạm đến cái pháp luật cả. Cũng chỉ vào và ra là nói chuyện với các em này nọ kia thôi. Nếu mà đánh đập hay là uống rượu say về chửi bới, về phá phách thì điều đấy thì cháu Lực mới chính quyền nó mới vào cuộc được. Rất là mong các bác sẽ thông cảm. Thế còn là thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.